Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 29. Có một người này hỏi một câu hỏi rằng khi ông bà cha mẹ mất đi, chúng ta đem cho cốt mà gửi trong chùa thờ cúng, hay là đem cho cốt rải xuống biển? Hai việc này thì cái nào tốt nhất? Nhưng Đức nói rằng ví dụ như người mất đó, người ta có tâm nguyện như vậy thì con cháu gia đình đồng lòng thì chúng ta làm theo tâm nguyện của họ. Còn nếu như gia đình muốn thờ ở trong chùa để mỗi ngày được tụng kinh niệm Phật hồi hướng, hoặc là con cháu cũng có cơ hội đến chùa thắp nhang cho ông bà cha mẹ, việc đó cũng tốt. Hoặc là thờ ở nhà mình để con cháu biết được ông bà tổ tiên, thì việc đó tùy vào gia đình. Tất cả những việc đó tùy duyên vào người còn sống, coi trong gia đình hợp bàn lại như thế nào là phù hợp nhất. Cái tốt nhất vẫn là niệm Phật hồi hướng cho ông bà cha mẹ chúng ta. Và mỗi từng thắc hay lúc mới mắc cho tới từng thắc, chúng ta đều có cúng thì cúng đồ chay, quan trọng là niệm Phật và tu nhân tích đức hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Việc này là việc quan trọng nhất quý vị, nhớ nghe, việc quan trọng nhất. Còn cái việc ví dụ như rải cốt xuống biển, hay là thờ trong chùa, hay là gia đình, thì cái đó là gia đình coi làm sao nó phù hợp nhất. Không có gì cái việc mà người mất rồi mà người còn sống thì lại người ý này người ý kia người ý nọ, làm sao mà nó thống nhất phù hợp nhất thôi. Còn cái quan trọng nhất là đừng nên sát sanh hại vật khi họ mắc hoặc là từng thắt đám dỗ. Vì sao? Nếu như họ niệm Phật mà giáng sanh thì cực lạc rồi, thì cái chuyện này mình làm thì mình chịu thôi, người còn sống tự mình làm tự mình chịu. Nhưng nếu họ chưa giáng sanh thì cực lạc, họ còn trong lục đạo luân hồi, thì cái việc này mình làm mà họ cũng có chịu nè. Có khi ông bà cha mẹ mình tu cũng chưa tới đâu, mà có khi mà họ đã khổ đau mà mình còn bỏ khổ đau xuống thêm cho họ thì này tội nghiệp cho họ quá. Thí dụ như bây giờ cái mà họ mắc rồi mà mình sát sanh, mà họ có dính tội lỗi là gì? Họ còn trong lục đạo luân hồi, mà cái tội lỗi đó là do vì cái ngày này họ chết
nên người ta mới sát sanh. Ngày này họ chết nên người ta mới cúng. Cái dính vô là như vậy. Còn nếu như những ngày khác mình làm là đó là những ngày chúng ta làm, chúng ta tự làm tự chịu thôi. Còn dính vô cái ngày họ mắc mà mình làm thì họ có chịu, mà mình cũng có chịu vì mình có sát sanh. Từ nơi đó mà nên làm đồ chay cho họ là ý nghĩa nhất, chay lạc. Và cái đặc biệt vô cùng đó là niệm Phật. Còn ngay ngày của họ mắc đó, mình mua gạo cho người nghèo, hay mua máy nghe pháp, máy niệm Phật, tặng người để làm cái phước duyên gì đó, hay mình làm tượng Phật cho người ta thờ, người ta tu, mình làm những việc thiện đó, mình hồi hướng cho họ, mong cho họ được siêu thoát. Còn nếu như mà họ niệm Phật giải sanh rồi thì khỏi lo. Cái chuyện mình ở đây mình tạo gì không phải mình tự chịu, họ không dính dáng. Giống như còn trong lục đạo luân hồi, giống như căn nhà 6 tầng. Đã là căn nhà 6 tầng thì nó câu thông. Còn mình người ta thoát ra khỏi căn nhà 6 tầng này rồi thì không dính dáng. Nên chúng ta quan trọng nhất là niệm Phật. Con cháu chân thành niệm Phật, chân thật niệm Phật. Niệm Phật còn quan trọng hơn bố thí cúng dường. Nhất kỳ tu nhân tích đức niệm Phật, quan trọng nhất là niệm Phật. Niệm Phật còn quan trọng hơn bố thí cúng dường. Vì chính mình niệm Phật, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Niệm Phật là cái quan trọng nhất. Nhớ kỹ. Còn những việc kia cũng chưa quan trọng gì mấy. Còn nếu như thờ cốt có được ở trong chùa, mà ngay ngôi chùa niệm Phật, tu tập đồ này nọ, nghe pháp đồ, thì nó cũng được cái lợi ích này nè quý vị. Cái lợi ích là nhờ thờ ở đó mà con cháu lâu lâu được đến chùa, con cháu cũng được cái duyên được đến chùa, cảm tình được với ngôi Tam Bảo một chút. Đúng không? Cái này nó có cái lợi ích đó quý vị. Còn tại gia đình mình thờ thì gia đình mình á, thờ hình đừng thờ cốt. Vì sao? Đời mình thờ cốt, đời con cháu mình biết nó có chịu thờ cốt không? Có nhiều người ta sợ thờ hình. Như ngoài thế gian nói rằng cũng biết được nguồn cội ông bà tổ tiên đó. Còn nếu như cái người mắc này người ta có di nguyện là khi người ta mắc đi qua 49 ngày người ta rải cốt xuống biển, cát bụi trả cho cát bụi, thì đó là di nguyện của người ta. Mình làm theo cái nguyện của người ta. Mà nếu như cái nguyện của người đó như vậy mà con cháu nó không đồng ý, gia đình dòng họ rất nhiều người không đồng ý, phải tranh cãi với nhau, thì chúng ta là người tu tùy duyên. Nguyện là nguyện của họ, mình nói rõ ràng. Nhưng mà nhiều người họ muốn là đi chôn, hoặc họ muốn thờ mà có sự tranh cãi nhau, chúng ta không cần phải biện luận, không cần tranh cãi, tùy duyên quý vị đi. Tại vì cái quan trọng vẫn là niệm Phật hồi hướng, tu nhân tính đức hồi hướng. Đó là cái quan trọng nhất. Đó là những đức vạch quý vị nghe rất rõ ràng. Cái lợi, cái hại, nặng, nhẹ, sao sạc cho quý vị nghe. Nên mỗi một người chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật, chân quý nhất là cố gắng niệm Phật. Thật sự mỗi người giảng dạy đều có cái hay. Mỗi người giảng dạy đều có cái hay. Nên mỗi một Phật tử khi mình nghe giảng pháp, mình thích người nào giảng pháp thì mình nghe người đó giảng pháp. Còn nếu như mình muốn tham khảo thì mình tham khảo chớ, khỏi cần dính vào, khỏi cần động vào. Đó là cái Phật tử khôn nhất. Tại vì sao? Mọi người có nhân duyên hóa độ. Ví dụ như cái người này có nhân duyên hóa độ một số con người này, người ta chỉ cần nghe người này là ta thích dữ lắm, là nghe người này là ta thích dữ lắm, thì là có duyên với nhau. Còn mình nghe cái là mình thấy ghét lắm thì mình đừng nên nghe. Mà nếu mình thấy ghét lắm, nhưng mà mình cũng phải nhìn ưu điểm. Tại vì nếu như mình không thích mà mình đi tìm khuyết điểm không, thì tốt nhất mình đừng nên nghe. Tại vì mình nghe mình thấy rất là ghét, mình nhìn mặt người này mình thấy rất là ghét, thì tốt nhất mình giảm tối đa gặp mặt. Vì phải nhớ kỹ điều này. Thí dụ như mình là người tu đạo, mình biết nhân quả, có những con người mình gặp mình rất là ghét họ, thì mình giảm tối đa mình gặp, để bản thân của mình luyện công phu tu hành, hiểu sâu định lực nhân quả, để càng ngày chúng ta thông được cái tâm. Đó là người tu hành hiểu và khôn nhất. Nên những đức nói rằng, thí dụ như đức chia sẻ Phật pháp cũng rất nhiều người nghe, vì thấy cái hội chúng đông, cực kỳ đông, đa bằng ai cũng vui. Nhưng trong đó có khi cũng có một người, người ta cũng không thích,
người ta thích nghe pháp người nào đó đó. Thì những thứ khuyên quý vị tốt nhất là quý vị tham khảo nghe, nghe chơi thôi. Còn cái việc mà quý vị bình luận không thích thì tốt nhất quý vị đừng nên bình luận không thích. Vì những đức cũng không thích phải trả lời làm gì, nhưng mà tội nghiệp cho quý vị. Vì nhiều người ta cũng vì cái bình luận quý vị mà người ta tội nghiệp thêm. Và bản thân quý vị cũng có đặc biệt gì đâu. Tại vì sao? Vì chính mình là tham khảo thôi. Thì mình không thích tham khảo thì thôi. Mình thích nghe người nào giảng pháp, mình thấy người đó giảng mình thích thì mình cứ nghe người đó để mình áp dụng. Mỗi người có cái hay. Tùy quý vị. Giống như bản thân những đức chia sẻ Phật pháp có khi cũng không ngọt ngào gì, có khi vui mà vui cũng quá đáng, cười cười cũng quá trời cười luôn. Nhưng những đức giảng pháp và có nhiều người thích, rất nhiều người thích, thích cái cách giảng những đức, thấy không? Đó là vì sao? Vì giữa những đức với người ta có duyên với nhau. Rồi có những người người ta giảng rất nhẹ nhàng, rất hay, người ta nói chuyện rất tế nhị, cười cũng nhẹ nhàng. Đó là cái tố chất, cái cách của người ta, duyên phước của người ta. Còn bản thân mình phát triển được duyên phước của chính mình, đó là cái cách truyền tải. Miễn làm sao mà truyền tải cái tốt, cái hay, không có ác ý, không có đẩy người ta vào cái hại người ta. Còn bản thân mình cứ khi nghe mà mình có cái ý gọi là như vậy là không đúng, không đúng, không đúng, mình khỏi càng bình luận cái chuyện đó làm gì mà công mệt. Miễn làm sao người ta không hại người khác là được rồi. Giống như có cái ông này, ông nghe những đức giảng pháp, ông ghét những đức lắm, nhưng mà ông mới vô nghe suốt à. Lễ Chí Quan Âm ông đến thì ông đi tìm hiểu. Tìm hiểu xong rồi ông có một đoạn quay mà ông vừa quay ông nói luôn: tôi là người mà không thích thầy Nhân Đức dữ lắm, ghét thầy Nhân Đức dữ lắm, nhưng mà tôi, khi tôi đi đến đây thì tôi thấy công nhận ông thầy này ông thương người già thiệt. Ông nuôi người già rất là đông, mà xác thực là ông làm. Tôi cảm thấy tôi rất khâm phục. Tự nhiên cái cách nhìn thay đổi hoàn toàn. Nên Nhân Đức nói với vị nghe: có khi chúng ta nói hay mà chúng ta làm không hay thì sao? Có những người người ta nói không hay nhưng người ta lại làm hay thì sao? Thí dụ như sức ảnh hưởng của Nhân Đức nó cũng rất là lớn, là từ đâu? Vì Nhân Đức làm. Quý vị hãy tổng kết lại đi. Rất nhiều người giảng hay nhưng mà chịu tu với Phật tử và chịu làm như Nhân Đức với Phật tử, Nhân Đức làm nhiệt tình, nói và chân thật làm. Thì quý vị hãy thống kê lại, quý vị sẽ nhận thức à. Tại sao? Quý vị đặt câu hỏi tại sao? Ông thầy này không có trình độ gì, chia sẻ Phật pháp cũng rất tầm thường, đơn giản những Phật tử. Vì sao rất nhiều người nghe không? Vì chính người ta đi đến đây người ta thấy rõ ràng là những đức chân thật làm, nhiệt tình hết mình. Và thêm cái nữa là cái tác dụng phụ người Phật tử đến những đức rất giảm. Vì tác dụng phụ, vì sao? Vì một là những đức nói chuyện rất thẳng, hai là những đức vui nhưng lại không gần gũi nhiều. Không bao giờ cái chuyện mà lấy lòng bằng cách mà mù quáng, không có. Nên từ nơi đó mà cái việc Phật tử đến những đức, người ta sẽ có tâm quyết tu tại gia, người ta có cái tâm quyết nó tu hành, hoặc là người ta rất quý mến mình nhưng nó lại không đi vào cái việc mà dính mắc bằng cách mù quáng. Tại vì mình khuyên người ta niệm Phật giảng sanh, bản thân mình cũng muốn niệm Phật giảng sanh. Đó là cái mà Phật tử người ta rất quý mến khi người ta đi đến đây, thấy xác thực. Trong nước ngoài nước gì người ta đều đi đến đây, người ta thấy xác thực rõ ràng. Từ chương trình lễ hội như đức tu chung, nói là chân thật làm, nhiệt tình hết mình. Cái gì đã nói lên là cố gắng. Từ khi nó có tác dụng phụ hay là có vấn đề gì, trở ngại gì thì cái chuyện đó là thôi, chứ đã nói là chân thật làm. Nên như đức thường khuyên các anh em trong chùa cố gắng, mình nói mình phải chân thật cố gắng làm, đó là uy tín. Thì coi lễ Quý Quan Âm Bồ Tát xong đúng ra nghỉ cái bữa cộng tu thứ bảy bên kia chứ. Nhưng mà những đức thấy cái lượng Phật tử còn ở lại rất đông. Bữa đó thì những cái đoàn xe đến không nhiều, nhưng mà cái lượng Phật tử mà ở lại chùa còn rất đông. Bữa đó những đức giảng qua chia sẻ Phật pháp. Đó là cái uy tín để vị thấy rằng ông thầy này ông đã đưa lên chương trình là ông sẽ làm. Nếu ông không làm là từ khi ông nằm tại chỗ. Đó, cái uy tín là cái thành công là như vậy. Nên mấy anh em trong chùa phải để ý chỗ này, để sau này cuộc đời mình chân thật cố gắng mà làm. Chữ tín là cái rất quan trọng. Dù người này, nói kia, nói nọ gì mình, nhưng mà chỉ cần mình duy trì chữ tín là bản thân người ta sẽ tin tưởng mình. Rất nhiều người sẽ tin tưởng mình. Trong cuộc đời này nhân vô thập toàn mà. Nên những đức thường khuyên hàng Phật tử, mình thích nghe pháp người nào đó là mình có duyên với người ta, mình cứ nghe người ta đi. Còn nếu như mình không thích cái người này giảng pháp thì bản thân mình có tham khảo nghe ngang thì chúng ta nói thôi mình không có duyên, thôi mình đừng có nghe. Cái đó là cái đặc biệt chứ không ai ép buộc quý vị. Chứ đừng có nên
dùng những lời chửi mắng đâu. Cái tội là quý vị thôi, tội nghiệp quý vị. Chứ ngoài ra người ta nói chuyện Phật pháp mà mình có khi mình còn chưa làm được bằng người ta. Mình nói chuyện gió tam quốc chi, mình lo cái vai trò của mình. Cái vai trò đặc biệt nhất là mình nghe Phật pháp làm sao để mình áp dụng Phật pháp ở trong cái cuộc đời mình, trong cái gia đình của mình. Có khi cái gia đình của mình hai vợ chồng một hai đứa con mình lo còn chưa sống. Có khi một người mẹ một người cha mình làm còn chưa sống. Đó là cái chuyện mà bản thân mình cần nghe đạo để mình đem cái đạo pháp mình áp dụng trong cái gia đình mình, làm sao cho nó thật là tốt, trong cái cuộc đời mình cho nó tốt. Thật sự mà nói, những đức chia sẻ Phật pháp đều mà mong mà hàng Phật tử phải làm sao áp dụng Phật pháp trong cái cuộc sống gia đình quý vị cho nó tốt. Cái gì hay thì chúng ta học, cái gì không hay thì cho nó qua vậy thôi. Ví dụ như những đức nói chuyện rất là vui khi chia sẻ Phật pháp, mà vui quá thì có khi có những người ta cũng không thích, kể người ta chứ. Những đức đâu có hại ai đâu, dùng văn tự vui nó chọc cho người ta cười vui thôi. Quý vị thích không thích chuyện của quý vị. Quý vị có nói những đức thí dụ như có oai nghi không, có oai nghi gì kể quý vị chứ. Quý vị cứ làm cái chuyện quý vị cho tốt đi. Những đức vẫn là nuôi bao nhiêu con người già, vẫn làm bao nhiêu chương trình, cứ làm như vậy thôi. Nên những đức khuyên quý vị là không thích thì tốt nhất đừng nên nghe. Cái mà mình thích mình hãy nghe, cái mình thấy có duyên tốt mình nghe, còn không có duyên thì đừng nên nghe. Nghe làm chi cho nó tức thì nó làm gì. Mà do chắc những buổi những đức giờ nó quá nhiều, trên mạng nó đè, nên từ nơi đó thấy quá trời đông người ta cũng nhào vô coi. Coi rồi có những người cũng tức. Nên những buổi giảng những đức chia sẻ thì rất nhiều người bình luận đều quý mến, nhưng trong đó cũng có một người, hai người không thích. Thì nhân vô thập toàn những đức vẫn biết. Nhưng mà tại sao những đức vẫn chia sẻ những bài pháp này? Vì để cho quý vị nghe, để quý vị nói à, ông thầy này cũng nói rõ ràng rồi, mình không thích thì đừng nghe, mà đã nghe rồi thì lấy đó làm tham khảo. Cái gì hay thì học, không hay thì thôi. Chứ đừng nên chỉ trích, đừng nên nói này nói kia, làm mình tạo tội nghiệp chi. Vì bản thân mình làm còn chưa được tính đâu mà. Chúng ta nên cố gắng làm sao đem Phật pháp áp dụng trong cuộc đời của mình. Nên như đức thường khuyên những người Phật tử đủ duyên như thế nào? Tất cả những gì bản thân những đức làm, bản thân những đức chia sẻ Phật pháp, có những người không vừa lòng không vừa ý, những đức không thích ai đụng vô. Chuyện này của những đức, những đức tự chia sẻ Phật pháp lại, tự nhắc nhở lại. Đó là những cái đặc biệt nhất. Những đức chưa bao giờ nói rằng trong cuộc đời những đức tu hành lỡ đụng những chuyện này chuyện kia, Phật tử nhào vô binh những đức, không cần thiết. Quý vị cứ lo niệm một câu A Di Đà Phật. Người biết những đức là người nên niệm A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là quý những đức nhất, chứ không có cần hơn thua đấu đá với ai chứ. Còn những đức chia sẻ Phật pháp này là nó rõ ràng quân bình, gọi là phân đôi, gọi là trung đạo. Nó mình thích mình nghe, mình không thích mình đừng nghe. Tại vì bản thân mình còn chưa làm tới đâu, mình chưa làm tới đâu mà quý vị. Thí dụ như điển hình bản thân những đức gặp Phật pháp đi, dù có nói gì đi chăng nữa, quý vị hãy thống kê lại đi. Như đức nói, như đức có làm không? Nuôi người già, có ai nuôi người già nhiều bằng những đức không? Tổ chức lễ, có ai tổ chức lễ như những đức mà tu với quý vị không? Quý vị hãy đi ra đây quý vị tìm hiểu đi. Quý vị hãy tìm hiểu hết đi. Tất cả những người tu hành, quý vị tìm hiểu hết. Người nào mà chăng thật nói, chăng thật làm, quý vị thống kê lại đi. Vì giờ đây quý vị thấy những đức nói chuyện không hay gì hết, nhưng mà khi lễ lọc như lại 3.000 lại năm ngoái, rồi tổ chức 1.500 lại, 2.000 lại gì, rồi mỗi lần tổ chức nhìn lễ với Di Đà, hay tổ chức bất cứ một chương trình nào, hay mới đây lễ với Quan Âm, hay là mỗi tuần thứ bảy chủ nhật, quý vị về đi coi thế này. Phải những đức nói, những đức làm. Cái quan trọng nói là làm. Cái này mới là cái quan trọng này. Nói mà làm. Thí dụ như chùa mình á, hòa thượng xây chùa, những đức nuôi người già, có làm không? Có nuôi người già không? Phải chăng thật nuôi người già không? Coi, có chùa nào người già ở nhiều như chùa mình không? Như hôm qua những đức gặp một gia đình quê ở miền ngoài, có gỡ mẹ, con cái chắc cũng trí thức. Họ nói một câu gì nè: con nói thiệt với thầy, cả chúng con nè thầy, nếu như mà cảm thấy mẹ già ở nhà, con chúng con cảm thấy có khi mà nuôi một người mẹ già mà cảm thấy như người già họ có một cái gì giống như chúng con trẻ, chúng con nghĩ có một cái gì rắc rối gì một chút xíu cho mình, mà con không ngờ rằng thầy có thể nuôi bao nhiêu người già như vậy. Như đứa nói một câu thật sự mà nói, con không hay ho gì, chỉ có cái nghĩa gì thôi con.
nghĩ rằng tương lai mình cũng già. Bây giờ mình thương người già, tương lai mình cũng tuổi già cũng được người thương, cũng ích kỷ thôi mà. Nhưng mà cái ích kỷ này phải chỉ có nhiều người ích kỷ cái gì thì đúng là người già cũng được nhờ. Nhân đức thì nói nhân đức ích kỷ, vì tương lai mình cũng già. Bây giờ mình nuôi người già, tương lai mình già người ta cũng thương mình. Mình tha thứ cho người già, tương lai mình già mình khó tính một chút, người ta cũng tha thứ cho mình, cũng ích kỷ. Nhưng nếu nhiều người ích kỷ như vậy thì người già cũng được nhờ, người già cũng được nhờ. Mà có những người đi vào trong chùa cái tác hại nó lớn hơn thì những đức cũng sắp xếp à. Tại vì sao? Trong nhà Phật vì sao có nói hộ pháp? Quý vị thấy ngài tiêu diện không? Hộ pháp mặt mày dữ dằn không? Vì ngài có từ bi không? Có chứ. Ngài từ bi mà có trí tuệ. Có những người đi vô chùa thì cái lợi ích của họ không được lợi ích nhiều bằng hại. Vì thì kết duyên cho họ thôi. Nếu để ở trong chùa họ làm phiền nhiều người thì để làm gì? Con người sống trong cuộc đời này thuận tâm với người ta thì mọi mặt cái gì người ta cũng thích. Nhưng chỉ cần mình giúp người ta bao nhiêu lần mà nghịch một chút thôi, người ta đã không vừa lòng không vừa ý. Kệ họ chứ. Trong cuộc đời này có những việc chúng ta cũng đâu có thể nào ôm xô hết đâu quý vị. Nhân đức làm đến mức này cũng là quá dữ dằn. Nhân đức nghĩ rằng cả đời mình gì thì cũng là mừng lắm rồi, không nên tự mình bắt mình phải nặng nề làm gì. Nên Nhân đức nói từ bây giờ đến khi Nhân đức chết đi, bản thân Nhân đức sống rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời. Khen cũng được, chê cũng được, bản thân Nhân đức cứ làm những việc bản thân mình cố gắng lợi ích cho người ta. Thì có khen hay chê gì mặc kệ vì Nhân đức không quan trọng tới. Cái quan trọng là mình sống những ngày tháng cho nó đặc biệt. Nên Nhân đức thường khuyên những Phật tử có duyên, Nhân đức nói rằng chúng ta nghe pháp có phương pháp tu. Quý vị nghe Nhân đức giảng không hay, nhưng quý vị lại có phương pháp tu. Tại nhà quý vị lại có phương pháp tu, gửi là quý vị lại có phương hướng giải thoát. Cái này là cái rất là quan trọng. Nhân đức gần biết quý vị thầy này giảng rất là hay. Nhân đức còn công nhận thầy rất có duyên, thầy rất dễ thương. Nhưng chỉ có một cái là quý vị nghe thầy giảng giỏi lắm văn tự thôi, còn cái việc phương pháp tu quý vị không áp dụng được. Dù quý vị có nghe cả đời đi chăng nữa thì quý vị cũng không có phương pháp tu được. Có phương pháp tu quý vị áp dụng cũng không được, vì chính họ cũng chưa chắc áp dụng được, chắc chắn quý vị luôn. Chỉ có lý luận hay. Còn ghi như đức lý luận không hay gì hết, nhưng lại cho quý vị một phương pháp tu. Khi quý vị gặp sự cố, khi mà gặp bất cứ một sự cố gì trong cuộc đời, quý vị lại có phương pháp này để áp dụng được. Vì lại áp dụng được phương pháp này. Còn nếu như quý vị nghe văn tự rất là hay, khi đụng sự cố quý vị có áp dụng được không? Chưa chắc. Chưa chắc quý vị áp dụng được. Chỉ là lý luận thôi. Thí dụ như bây giờ quý vị về chùa gặp những đức tu thì tu chung, lại âm lại chung, khó khăn cỡ nào những đức cũng lại vượt qua. Một ngày những đức chia sẻ Phật pháp 3-4 buổi, 4-5 buổi với quý vị, tu chung với quý vị. Mọi cái Nhân đức làm chung với quý vị. Còn tặng tượng Phật cho đức chỉ vị, an vị Phật tự làm luôn. Thì thấy không? Ít ai chỉ quý vị như vậy. Nhưng Nhân đức chỉ vị là tự an vị Phật luôn. Chính quý vị làm được, Phật dạy tự đúc đúc mà đi mà. Ngài đưa cái phương pháp còn tự mình phải cố gắng mà đi. Nhân đức chỉ vị tự vị làm được đó. Bây giờ mình là người niệm Phật, lễ Phật. Vậy thì tôn tự Phật lên niệm Phật, lễ Phật để an vị Phật chứ làm sao? Đã là chiên rồi cho chiên luôn, chiên cho vàng luôn. Vậy thì quá đặc biệt. Những điều Nhân đức chia sẻ vì là có một phương pháp tu, và trong mọi hoàn cảnh quý vị là niệm Phật được. Còn có nhiều người ta nói niệm Phật là phải như thế nào kìa, nó câu Phật thì phải niệm như thế nào, chăng thành sao kìa, chăng thành sao kìa. Quý vị lý giải ra những điều đó thì thật sự để cho người tu lâu đi. Còn người mới tu thì cứ niệm Phật đi, niệm từ từ đi rồi sẽ biết cái chăng thật nó là sao. Cái chăng thật là cái chỗ nào? Quý vị niệm Phật ra một cái tâm con người dễ tính, hoan hỷ, không buồn giận người để trong tâm, đó là chân thành đó. Chứ chân thành niệm Phật là sao? Bổn nguyện niệm Phật là câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vì kêu chân thành là như thế nào? Cái lý giải chân thành đó đi, chân thật đó đi, chân thật đó. Nhăn mặt nhăn mày để chân thật đó. Không có đâu. Có Phật hiệu là quý vị cứ niệm. Nhưng cái chân thành chân thật là mình tu làm sao? Từ một người khó tính trở thành người dễ tính, từ một người gây gắt trở thành người không gây gắt, từ một người giận lâu không còn giận lâu, từ một người sáng hẳn từ từ ít sáng hẳn, từ một con người ít cười niệm Phật từ từ cười nhiều,
từ một con người giành giật của cải với người ta, từ từ không giành giật của cải với người ta. Nó đó là gọi chân thành đó. Niệm Phật sanh ra tự tánh Phật đó. Nó bị nghe đúng không? Chứ bị nó niệm Phật chân thành là sao? Gặn hả? Nhắm mắt nhắm mũi, nhau mày nhau mặt, nhiếp tâm. Cái này quý vị không nói thông được đâu. Có Phật hiệu vẫn là có Phật hiệu. Chân thành là phát cái tâm mình, hiện cái tướng mình sống trong cuộc đời này. Những đức niệm Phật thôi, những đức không biết cái vụ chân thành đó. Nhưng mà những đức thật sự thương yêu các cụ già, lo cho mọi người. Phật tử chùa những đức nhiệt tình lo lắng. Nhưng những đức điều dạy hướng dẫn quý vị cái gì? Chấp hành quy củ đàng hoàng. Đúng rồi. Cái tổ chức chùa mình đông gì mà được ổn định là nhờ gì? Quy củ tổ chức tốt. Trong nhà chùa không ai xin tiền bạc quý vị hết. Điều này là rất rõ ràng. Nếu không có quy củ này loạn thì sao? Đúng không? Đó, nên mọi người phải nhận thức. Có Phật hiệu niệm Phật là gì? Đơn giản bình dị, cứ chân thật mà niệm. Chân thật niệm như thế nào? Chân thật đó là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ niệm Phật thôi. Niệm Phật không trở ngại làm việc không trở ngại niệm Phật. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, Ngài nói một câu rằng: dòng tướng nhiều, dòng tướng ít, mặc kệ, vì cứ niệm Phật. Niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm. Chúng ta hãy niệm Phật thôi là được rồi. Và Thượng Tiên Hóa, Ngài nói một câu rằng: quý vị thấy vì sao mỗi ngày tôi thường vui? Vì nhờ tôi niệm Phật đó. Những đức cũng nói rằng mỗi ngày quý vị thấy những đức thường an lạc vui là gì? Vì sao? Nhờ niệm Phật. Cũng là niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi áp dụng trong cuộc sống niệm Phật. Chữ Phật là chữ giác ngộ, nên tất cả những sự trở ngại phiền toái với nhau đều giải mã và giác ngộ. Đây là cái rất quan trọng. Quý vị cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật. Đừng bù dặn người để trong tâm. Đây là cái rất quan trọng. Đem có Phật hiệu để cho tâm, gây dựng tích nguyện niệm Phật cả đời, không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.